Bởi vì mỗi cuộc đời của chúng ta sẽ không có ai giống ai. Và chuyện của mỗi người sẽ luôn có những lát cắt, có những tình tiết mà không bao giờ lặp lại ở câu chuyện của cuộc đời người khác. Cho nên ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ cùng nhau lắng nghe câu chuyện của một nhân vật. Chào em. Chào chị Tô Nha, chào quý vị khán giả. Mình là Jane Thảo Nguyễn, hiện làm nội dung cho các sản phẩm công nghệ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Mình đã đi làm được bao lâu rồi? Em đi làm là từ năm 2017. Bởi vì nhìn cái giao diện này thì mọi người đang hình dung là em rất là hồn nhiên 2017, và hiện nay là chúng ta đang ở thời điểm đầu của 2024. Thì thời gian chinh chiến trong thị trường lao động là cũng gần 10 năm rồi. Vậy thì câu chuyện ngày hôm nay phải dùng một cái cụm từ để mô tả nó một cách khái quát, để mọi người có thể sửa soạn tâm thế nghe câu chuyện của em ngay từ đầu. Thì em có thể có một cái mô tả nào một cách cô đọng nhất, ngắn gọn nhất? Chuyện của mình nó sẽ có một cái keyword. Thì em sẽ bắt đầu bằng câu hỏi là sao cứ lo vậy? Là đó là cái câu hỏi mà mẹ em với lại bạn bè của em là cứ hỏi em. Tại vì em bị lo lắng bởi những cái vấn đề nó rất là nhỏ. Thì em đã phải điều trị rối loạn lo âu và trầm cảm. Bởi vì cái tính cách của mình là từ nhỏ là nhạy cảm, em có thể cảm nhận và phản ứng với thế giới xung quanh một cách sâu sắc hơn những người bình thường. Cho nên là vì cái tính đó em đã bị overthinking và em đã phải có một khoảng thời gian phải đi điều trị về cả dùng thuốc và cả tâm lý. Mình bắt đầu phải tiếp nhận cái lộ trình điều trị về rối loạn lo âu là năm đó mình khoảng bao nhiêu tuổi? Là năm 2021, là cách đây 3 năm. Nhưng mà lúc đó là em mới bắt đầu dùng thuốc thôi, chứ em phát bệnh là cách đây cũng phải 8 năm rồi. 8 năm. Lúc đầu là có một cái sự kiện, đó là một người bạn của em khá là thân thì bạn mất vì ung thư rất là trẻ. Cho nên sau đó em cũng bắt đầu em cảm thấy người mình yếu đi. Em đau bao tử rồi em đau thận rồi em cứ ốm yếu trong người. Cái em bắt đầu lo. Em lo lắng rồi em đi khám tổng quát cho bệnh viện khám tổng quát hết. Rồi thấy cũng ngực nó nặng nặng, giống như là không có thở được á. Cái em sợ bị bệnh tim, nhưng mà khám không ra bệnh gì hết. Xong rồi lúc đó bác sĩ mới nói em là bị rối loạn thần kinh thực vật. Lúc đó thì bác sĩ cũng cho em một ít thuốc để uống. Thì sau đó là em đi thực tập đó, tại vì sợ là yếu quá không có đi thực tập được. Nhưng mà ra thực tập thì lúc đó có bạn mới rồi những cái sự kiện khác thì em lại thấy vui, cái thấy người mình nó khỏe lại. Xong em cũng nghĩ là mình hết bệnh rồi. Nhưng mà đến năm 2021 là đỉnh cao của cái bệnh của em, là em bắt đầu cảm thấy luôn, có cảm thấy là có ai đó hại mình, suy nghĩ rất là tiêu cực. Và mỗi khi mà em căng thẳng lên á, là em kiểu giống như là em không có chánh niệm được trong cái hiện tại. Trong đời sống cũng vậy, giống như là có những lúc mà em bị căng thẳng lại mà em đang tụng kinh nha, là em còn đọc lộn bài kinh này, cấu bài kinh này qua bài kinh khác luôn. Cái em mới phải đi khám bác sĩ và em phải dùng thuốc. Và không có thuốc là có thể nói là em không có ngủ được. Thực ra bản thân của các cái can thiệp về dược lý trong một cái tiến trình điều trị tâm lý thì nó sẽ là can thiệp về mặt cơ thể thôi. Ví dụ như em vừa mới chia sẻ là không có thuốc là em không ngủ được. Thì về bản chất ở đây là mình được hỗ trợ để có thể là ức chế hệ thần kinh và mình dễ dàng đi vào giấc ngủ. Nhưng mà những cái rối loạn về mặt tâm lý thực sự nó phải được can thiệp bằng cái thay đổi về nhận thức nè, thay đổi về cuộc sống nè, về sinh hoạt nè, thậm chí là phải thay đổi nó liên quan đến cả mối quan hệ xã hội nữa. Thì từ đó chúng ta bắt đầu phải quay ngược lại một cái thời điểm nó dài hơn, vào những cái năm 2016-2015. Cái thời điểm mà em nói rằng em bắt đầu cảm thấy là mình bị rối loạn, mình bị lo âu, mình bị mất tập trung, là cái lúc đó em thấy mình bắt đầu bị bệnh. Vậy thì trước đó cuộc sống của em như thế nào? Thì em có thể nói là có thể là do bẩm sinh tính cách, em là một người nhạy cảm, có thể thuộc cái nhóm gọi là highly sensitive person. Từ nhỏ thì là em cũng ít nói. Bên nhà nội em thì các anh chị của em thì lớn và các anh chị thì học rất là giỏi, thành tích rất là tốt. Khi mà ra xã hội thì cũng làm việc và đạt được nhiều cái vị trí cao trong xã hội, được trọng vọng. Cho nên là em học được nha, em học cũng khá là tốt, nhưng mà em luôn cảm thấy là mình không tốt, mình chưa đủ tốt, mình không đủ giỏi, mình dở hơn. Rồi bên nhà nội thì cũng giáo dục khá là nghiêm khắc,
gia giáo truyền thống. Khi mà em làm sai một cái gì đó thì cái cách mọi người xung quanh phản ứng thì làm em cảm thấy là cái chuyện sai nó kinh khủng lắm. Mình không có được sai, mình không có được làm sai một cái điều gì hết á. Cho nên là em luôn cố gắng phải làm tốt, phải làm giỏi. Rồi các bác thì cũng rất là thành công và đạt những cái vị trí cao. Và ba mẹ em thì không có thành công được như các bác. Ba em thì cũng quậy và làm những cái chuyện mà khiến bên nội ông bà và các bác phiền lòng á. Còn mẹ em thì nhà ngoại lúc đó thì rất là khó khăn. Nhà em lúc mà em còn nhỏ cũng khó khăn và cái khoảng cách chênh lệch nó rất là lớn với mọi người xung quanh. Cho nên em luôn có cảm giác là mình không bằng mọi người, mình có một cái giá nó kiểu giống như là nó thấp cơ hơn á, kiểu vậy. Cái tâm lý đó khiến cho em thu mình lại từ trong gia đình. Tức là mình có một cái tuổi thơ mà mình tự thấy mình yếu thế. Nó có hai nhóm lý do lớn để một cái người có cái đặc điểm này. Một, đó là đến từ mặt thể lý, có nghĩa là hệ thần kinh nhạy cảm. Và hai, đó là đến từ cái tương tác xã hội mà con người ta trở nên nhạy cảm. Ví dụ như là dễ bị chê bai, bị kỳ thị, bị phán xét. Thì em thấy hai cái nhóm lý do này, thì cái nhóm lý do nào là cái nhóm lớn mà dẫn đến cái kết quả cuối cùng? Em nghĩ là cả hai. Ý là nhưng mà nó không hoàn toàn là tất cả triệu chứng mà chị nói. Thì em cũng là một người cũng thần kinh yếu, nhưng mà sức khỏe thể chất của em thì rất là khỏe. Em cũng tập luyện và cũng ít bị bệnh vặt, nhưng mà kiểu dễ bị căng thẳng. Có thời gian em còn bị mất ngủ nữa. Nhóm do thứ hai thì khi đi học em lại may mắn, em không bị kỳ thị hay là bị tẩy chay. Bạn bè đối xử với em rất là tốt. Nhưng mà đi làm thì bắt đầu là có chuyện. Thì em giống như là do là từ nhỏ thì em học những cái môn toán nó không giỏi bằng những môn xã hội. Cho nên là ở nhà bố em kèm toán á, thì bố mỗi khi mà em làm không được hay làm sai, bố hay đánh em mà kiểu như đánh rất là đau. Sau này ra xã hội mà em gặp những cái người mà nam giới mà nóng tính la hay là gì đó là em rất là sợ. Cho nên lúc mà khi mà em mới ra trường á, là em làm cho một cái dự án khá là lớn. Thì do cái dự án đặc thù công việc nó khá là áp lực, cho nên chủ nhiệm dự án nhiều lúc là cũng la rồi nóng giận này nọ. Từ đó cái em lo luôn, mà cứ em lo tới cái nỗi mà mỗi ngày mà làm việc á, đầu ngày làm việc là đi làm là em đã thấy lo rồi. Em hồi hộp, em không biết là hôm nay có bị la không hay là thầy tới chưa hay là gì đó kiểu vậy, giống như là có chuyện gì xảy ra không. Rồi buổi trưa ăn cơm á, em cũng cảm thấy không có ngon miệng, không có thưởng thức cái bữa ăn đó. Rồi nghỉ trưa mấy cái chị đồng nghiệp mà nằm kế em ngủ rất là ngon, còn em không có ngủ được tại vì giống như em bận lo đó. Em nghĩ là trời ơi, vậy bộ chắc là mình dở lắm cho nên mình mới làm không có được. Rồi chắc là thầy chủ nhiệm dự án nghĩ là mình dở lắm, em cứ nghĩ như vậy đó. Trong mọi cái diễn biến sau này em đều cảm thấy rằng là mình không có đủ sức. Và khi em đi làm, em cũng luôn nhận thấy rằng là do mình không đủ giỏi. Thậm chí là tới lớn cũng có người nói với em như vậy. Giống như bên nội bên ngoại thì thường hay nói giống như là mày không có làm được đâu. Giống như người ta hay nói là đi làm thì thường phải có một cái người đỡ đầu gì đó. Thì em mà không có người đỡ đầu là em làm không có được. Nói vậy luôn, nhưng mà em cho tới hiện tại thì em làm được. Và em đã độc lập đi trên cái con đường của mình. Và về cái học tập á, thì là 12 năm là em luôn được học sinh giỏi và không bao giờ giống như là trượt ra khỏi cái top 10 hết. Và lúc mà em ở đại học thì những cái đề tài nghiên cứu của em, đề tài luận thì nó rất là thức thời và nó rất là có giá trị. Cho nên em tin vào cái năng lực của mình. Thì sau này á, thì em chưa tiếp xúc, em cảm thấy là em chưa tiếp xúc đủ với nhiều người. Chứ khi em tiếp xúc với nhiều người thì cái công ty gần nhất mà em làm thì cái anh line manager của em anh mới nói là đừng sợ sai, nói chung là cứ dám thử nghiệm và học hỏi và đừng có sợ sai, tự tin lên. Thì cái cô director ở bên Mỹ thì cũng nói là cứ tự tin, có gì thắc mắc thì cứ hỏi, tại vì thấy em kiểu trầm quá. Nó như một dạng phước lành mà em được gặp, bởi vì rõ ràng là mình đã có một khoảng thời gian quá dài để không được sai. Và mình đã phải nhận rất là nhiều chỉ trích từ bé cho đến lớn. Có thể hình dung rằng là em đã phải có những cái nỗi bất an triền miên trong cái quá trình mà mình lớn lên. Từ việc học cho đến cuộc sống, mình không được đánh giá cao. Từ đó dẫn đến cái câu chuyện đó là mình luôn luôn phải nỗ lực, phải đúng. Và cái kế tiếp là
mọi người vì không đánh giá cao em cho nên người ta sẽ không đặt cái niềm tin vào em. Từ đó em ở em nó còn khao khát thêm một điều nữa, đó là em bị thiếu thốn niềm tin và em càng phải nỗ lực để chứng minh rằng là hãy tin em đi. Điều này trong đời sống ở một số người họ sẽ dễ bị rơi vào tình trạng đó là phụ thuộc, tức là một ai đó chỉ cần ban phát cho họ một chút niềm tin thôi thì bỗng dưng là cái người đấy sẽ trở thành một cái người mà họ bấu víu vào, bởi vì họ cảm thấy là cả thiên hạ này không ai tin tôi cả, thì bây giờ cái người này tin tôi thì cái người này rõ ràng là tôi cảm thấy là tôi mang ơn họ, và cái mối quan hệ đó có thể trở thành một cái mối quan hệ rất là độc hại. Ban đầu nó không độc hại đâu, nhưng mà bởi vì mình cảm thấy nó cứu cánh đời mình quá, mình bám víu vào nó thì độc hại. Thế thì chị muốn hỏi em là cái người đầu tiên mà trong cái trải nghiệm lớn lên của em mà em cảm thấy rằng là cho em được cái cảm giác rằng là mình được tin cậy, cái người đó họ tin em, thì chắc là những cái người bạn thân của em lúc mà còn đi học á. Thì chỉ có khi mà em ở bên những người bạn thân thì em mới được là chính mình, giống như họ thấy em có những cái thú vị, có những cái hay, rồi ở bên họ thì em thoải mái thể hiện. Thực ra em cũng là một người thích phô diễn và thích thể hiện những cái tài lẻ của bản thân hoặc là vui nhộn, nhưng mà ở nhà thì em lại cái không gian phát triển thì em lại không có đủ không gian để có thể thoải mái là chính mình, cho nên chơi với bạn thì em nói chung là cũng thời gian giống như rất là người ta nói là có hiếu với bạn đó. Cho nên là em lại có trở sang một cái khuynh hướng khác là muốn làm hài lòng những cái người bên ngoài xã hội, bởi vì chỉ có những người đó họ không biết cái background của em thì họ mới đánh giá cao em. Và em phụ thuộc đó là bởi vì em cảm thấy cái người này cho mình cái cảm giác là mình có giá trị, trong khi cái điều đó ở gia đình của mình là mình bị thiếu thốn. Thì như em vừa mới bộc bạch thì rõ ràng là đúng là những cái người bạn đó cho mình cái cảm giác đấy, và cuối cùng là mình chuyển di cái sự gắn bó của mình qua cho những người bạn của mình. Vậy thì bây giờ hình dung một chút, tưởng tượng một chút, đây có phải là em của những năm tháng tuổi trẻ đó không? Đó là đôi khi ba mẹ em cũng sẽ cảm thấy ngạc nhiên, khó hiểu là ở trường em năng động, ở trường em nhiệt tình lắm, ở trường em rất là chủ động để có thể làm chuyện này chuyện kia, nhưng mà về nhà em có vẻ như là không có hợp tác, hoặc là ở nhà thì em gần như là kiểu giống như là không có đúng với cái kỳ vọng của ba mẹ, em không có được giống như là ở trên trường. Thì đã bao giờ mình bị nhận xét như vậy chưa? Chưa, tại vì ba mẹ thì cũng không có tạo áp lực cho em, tự em tạo áp lực cho em. Nhưng mà ba mẹ thì dĩ nhiên là cũng không có biết là ở trường em năng động như vậy. Em tự tạo áp lực cho em, tại vì mỗi lần mà giống như hồi nhỏ mà bố em mà quậy gì đó, mà giống như em nghe những cái các bác ha mà than phiền hay là khó chịu, em thấy cũng rất là tủi, mặc dù em biết bố sai nhưng mà cũng rất là thương bố và cũng rất là khó xử. Còn mẹ em thì mẹ em nói với em luôn là bố mẹ dở rồi, cho nên là con cố lên, phải cố lên. Mẹ em nói với em vậy thì mẹ em cảm thấy rất là, em muốn khóc, em rất là xúc động, và em tạo áp lực là em phải giỏi. Và như vậy thì mình gắn bó với bạn của mình như một cái cách để mình thấy rằng là mình được thừa nhận. Tại vì bạn em không biết những gì mà, không có biết bố em kỳ lạ, không có biết là bố em như vậy. Với bạn mình cảm thấy mình có cảm giác tự hào, nhưng mà với những người trong gia đình họ mạc thì điều đó mình không có. Theo em nha, nó có là một cái nguyên nhân để lý giải là vì sao cái sự kiện mà bạn của mình mất vì ca, vì ung thư, nó chính là cái giọt nước tràn ly để kích hoạt cái rối loạn lo âu của em lên không? Em nghĩ là giống như là em thấy bạn giống như là còn trẻ quá mà đã kiểu giống như là mất rồi, cho nên là em thấy vô thường và lo sợ, và em cũng sợ là một ngày nào đó mình cũng như vậy á. Thế thì khi mà mình nhận ra là cái vấn đề của mình đó, tại cái thời điểm mà nó bắt đầu bùng phát đó, thì những tháng ngày đó của em nó diễn ra như thế nào? Lúc đó là em cảm thấy rất là mệt trong người và mất ngủ. Và các bạn của em thì cũng lo cho em. Trước đây là em là kiểu giống như là em có vấn đề gì em kể cho bạn hết. Bạn này bận, bạn này không nghe thì em kể cho người khác. Em cứ bấu víu tìm một cái chỗ dựa vô người này hay người kia, một cái người khác. Gia đình có nhận ra những cái biểu hiện đó của em ở thời điểm đầu không? Chỉ có mẹ em thôi, chứ bố em thì cũng không có rành. Còn lại họ hàng mọi người không ai biết.
Cái hỗ trợ của mẹ dành cho mình lúc đó nó có kịp thời không? Hay mẹ cũng chỉ có thể là một cái người quan sát thôi? Mẹ em thì cũng dẫn em đi khám và chỉ cho em những cái bác sĩ và những cái chuyên gia để em có thể điều trị. Cái lúc mà mình bắt đầu rơi vào cái tháng ngày mà mình không có được tập trung, mình bị cái chứng rối loạn lo âu nó hành hạ đó. Thực ra cái điều gì, cái trải nghiệm đó khi mà mình đi qua rồi thì mình nhớ lại là cái khủng khiếp nhất đối với em tại thời điểm đó, mà bây giờ nhớ lại thì em thấy cái điều gì nó khủng khiếp nhất? Đó là sự sống. Giống như lúc mà bị rối loạn lo âu là em cứ sợ là em sợ thôi. Thì em cảm thấy mình không có khỏe. Thì khi mà em phục hồi, em có năng lượng, là em thấy em được học tập và làm việc bình thường, thì nó là một cái điều quý giá. Mình còn thở được, mình còn sống được là một cái điều rất là quý giá. Khi mà em suy nghĩ về cái sự đe dọa của cái chết, về cái việc là mình cứ bị ám sợ là mình chết đi thì như thế nào, thì lúc đó em sợ rằng là nếu mà mình chết đi thì sao? Vì sao cái chết nó lại tạo ra một cái nỗi sợ quá lớn với em tại thời điểm đó? Em sợ nhất là những cái bóng tối, những cái nỗi sợ, những cái mà giống như là không còn ánh sáng nữa. Và giống như là phải xa gia đình, xa mọi người. Và nó có thể là nó cũng đau nữa, đau đớn. Đó là cái điều mà em sợ. Thế thì cái hành trình của cái việc mà bắt đầu để bước ra khỏi cái rối loạn lo âu đó, nếu như bây giờ phải tả lại thì mình mô tả như thế nào? Em nghĩ đó là sức mạnh của cái nội lực, là em phải tự cố gắng nghe những cái bài pháp ở trên mạng. Và em, ai là người hướng em đến cái việc đó là nghe pháp và là lúc đó là mẹ em chỉ em những cái kênh, những cái video YouTube của thầy Minh Niệm. Thì em nghe và em cũng tự thiền tập ở nhà và tập yoga, và em cũng viết journal, viết ra những cái cảm xúc của em. Và em cũng từng làm kênh YouTube kiểu để chia sẻ về những cái cách mà vượt qua cái rối loạn lo âu đó. Giống như trải nghiệm của em bị rối loạn lo âu bởi vì em có quá nhiều những cái trải nghiệm trước đó nó không thuận lợi. Cho nên là khi mà em rơi vào trạng thái này thì em bị thúc đẩy bởi những cái điều trước đó đã diễn ra rồi. Nên nghe pháp, thiền định, chánh niệm là những cái bài tập nó rất là cơ bản, nhưng chắc chắn nó chưa đủ. Đúng. Thế thì đến thời điểm nào em mới nhận ra là đã cố gắng mà vẫn chưa đủ? Đó là lúc mà gần đây nhất, là một thời gian là em đi làm. Thì trong một thời gian ngắn thôi là em đã được promote lên vị trí team lead. Thì lúc đó là bắt đầu có những cái vấn đề nó đến với em. Tại vì vị trí đó thì em phải đụng chạm với rất là nhiều bên, rất là nhiều người. Và mặc dù là em được giống như là được công nhận về cái khả năng quản lý và tổ chức sắp xếp công việc, em có cảm giác giống như là có ai mà nói xấu mình hay là gì đó, hay là có một vấn đề gì đó xảy ra trong công việc là em bị mất tập trung, là em giống như là suy nghĩ bây giờ mình phải nói làm sao, hay là giống như mình phải xử lý cái tình huống này như thế nào, hoặc là khi mà cái vấn đề đó nó chưa được giải quyết, nó chưa xong, là em giống như là em cứ nghĩ về nó hoài và em không thể thư giãn, không thể làm bất kỳ một cái việc gì khác. Và tới hiện tại thì em thấy là nó vẫn khó khăn với em. Em cũng chưa có tìm ra một cái phương pháp cho bản thân mình. Đến hiện tại luôn? Tới hiện tại là những cái mà về lý thuyết thì em cũng đã áp dụng rồi. Còn cái thực tế thì em nghĩ là cần phải nỗ lực và phải cố nữa. Nhờ cái trải nghiệm, càng nhiều trải nghiệm thì với lại em có một cái liệu pháp, phương pháp của riêng em, đó là lấy đọc chị đọc. Giống như em thích thử thách, cho nên càng sợ một cái gì đó thì mình lại càng phải đối diện với cái cảm giác đó. Và kết quả? Thì gần đây thì em cũng gặp một vài cái tình huống nó hơi căng thẳng, nhưng mà em bắt đầu cảm thấy là mình dễ vượt qua hơn. Ban đầu thì mình cũng lo lắng, mình cũng hơi bối rối, nhưng mà sau em không có bị mất tập trung nữa. Em có thể vẫn làm việc những cái việc xung quanh em, giữ được cái sự bình tĩnh, một cái đầu lạnh. Chứ lúc đầu em mới làm team lead đó là họp, là mà khi em căng thẳng là em còn nói kiểu như nó bị hụt hơi, cái hơi em nó yếu yếu, em cảm thấy giống như mình yếu hơn trong cái hoàn cảnh đó. Nhưng mà hiện tại thì em đã đỡ hơn rất là nhiều. Em tiêu cực đến mức mà em mua thuốc quá liều, em uống thuốc quá liều để mình muốn
và em giống như là em cũng ra tiệm thuốc, em mua thuốc ngủ nhưng mà người ta không có bán cho em. Đúng rồi. Cho nên là xong rồi em cái thuốc mà em điều trị tâm lý á, em uống hết, em uống hết cả vỉ thuốc quá liều, phải đưa vô bệnh viện. Cái lần đó chỉ một lần duy nhất đó thôi là giống như là em tiêu cực đến cái mức đó. Nhưng mà tới thời điểm hiện tại thì em nói với bản thân dù cho có bất kỳ chuyện gì xảy ra thì cái cuộc sống nó vẫn là thứ tươi đẹp nhất và quan trọng nhất. Đó là liệu pháp nhận thức hành vi đó. Mình hiểu về nó rồi, mình thực hiện một cái hành động cụ thể để mình có thể đáp ứng lại cái điều đó, và mình rèn cho bản thân mình chấp nhận nó ở nhiều mức độ khác nhau, và lâu dần rõ ràng là em hình thành cái năng lực để có thể đáp lại cái yêu cầu của nó. Và rõ ràng là em bình tĩnh hơn rất nhiều, em vững vàng hơn rất là nhiều, đúng không? Đó. Thì đó là cái kết quả đó. Kết quả của những lần mà người ta đặt ra câu hỏi phản tư, của những lần mà em được ngồi em lắng nghe, em trình bày xong rồi em mới nhận ra là thì ra là mình sợ cái đó. Có thể là trong cái chỉ báo của cái người trị liệu, đôi khi mình không nhận ra rõ ràng, nhưng mà thực ra cái hành trình em đang đi, nó đang là những cái điều mà mình được hướng dẫn. Thì điều mà em đúc kết ra được á, thì là mỗi người sẽ có một cái điểm mạnh và một cái giá trị riêng. Cho nên hãy cứ là chính mình và phát huy những cái sở trường, những cái thế mạnh của mình để mình tạo ra những cái điều giá trị cho xã hội. Và đừng có sợ là mình làm sai. Cũng giống như cái câu mà anh Line Manager nói với em là đừng sợ sai, hãy dám thử nghiệm, dám dấn thân. Thì hy vọng là cái lời của anh quản lý đó sẽ là một trong những cái nốt quan trọng để em luôn nhớ và mình vững vàng trên cái hành trình phía trước. Bởi vì tính ra là mình vẫn còn rất là dài, cái hành trình mà mình sẽ phải đi tiếp trong công việc này, trong cuộc sống là còn rất là dài. Có quá nhiều những cái trải nghiệm mà ở đó em phải vượt qua. Mà chị tin rằng là nếu như không có những cái cánh tay đưa ra kịp lúc thì thực ra cũng khó có cái cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Có một vài lời cảm ơn, em sẽ cảm ơn ai trên cái hành trình mà mình đã đi qua? Em muốn cảm ơn mẹ vì đã luôn ở bên em và phải chịu đựng những cái cảm xúc thất thường, những cái cơn của em. Và em cảm ơn bố vì giống như là cũng đã luôn ủng hộ em, và bác sĩ điều trị cho em, những cái bác sĩ mà giống như là đã lắng nghe em và họ có những cái câu nói khiến em cảm thấy tự tin về bản thân nhờ cái câu mà giống như là bạn này có năng lực nhưng mà nhạy cảm quá là họ nói với em. Chứ trước đó là em nghĩ là mình giống như là mình không đi làm được thiệt. Chứ nhờ những cái câu nói đó thì giống như là em cảm thấy là nó đúng. Bác sĩ điều trị và chuyên gia tâm lý cho em, và dĩ nhiên là cái anh quản lý đó là rất là tử tế. Và cái team của em làm việc lúc đó, những cái bạn ở bên Mỹ là đã cởi mở, đã giống như là hỗ trợ em rất là nhiều. Cảm ơn Jen. Và quý vị khán giả thân mến, chuyện mà chúng ta gặp khó khăn trong cuộc đời nó là những cái bài tập. Thực ra cũng không thể đòi hỏi một cái cuộc sống mà nó trời yên biển lặng, bởi vì điều đó nó cũng không có lợi cho sự trưởng thành của bất cứ ai. Chúng ta học những cái bài học khó, chúng ta tìm những cái đáp án khó, và chính cái hành trình này nó làm cho chúng ta trưởng thành hơn. Chúng ta vỡ ra từ bên trong bản thân mình những cái tiềm lực mà chúng ta trong một cái hoàn cảnh bình thường chúng ta không thấy được. Cho nên những cái lúc mà chúng ta hoang mang một chút, trên bên một chút, vốn nó là những cái trạng thái cần thiết. Tuy nhiên cũng hãy lưu ý là bạn đã kiệt sức chưa? Bạn có cần phải ngã vào một cái bờ vai nào đó hay không? Bạn có cần một cái cánh tay nào đó để bạn nắm lấy hay không? Và thậm chí bạn có cần một cái phiên trị liệu nào đấy với chuyên gia hay không? Tất cả những điều này hãy định nghĩa nó một cách bình thường thôi. Ai cũng có chuyện tuần này. Cảm ơn quý vị khán giả đã đồng hành. Còn bây giờ thì chúng ta tạm biệt nhau. Hẹn gặp nhau vào tuần sau. Chương trình đã tạo điều kiện để phỏng vấn để tìm một người bạn đời. Mình tên là Hòa, năm nay 41 tuổi. Quê ở... Dân chị Hòa anh ơi. Bùi Thanh Hòa, năm nay 41 tuổi, quê ở Vũ Thư, Thái Bình, hiện đang làm việc tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam, tổng công ty. Anh làm chức vụ gì? Là kỹ sư điện của công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện 1. Kỹ sư điện, anh hiện tại là anh đang ở Thái Bình luôn hay là anh đang ở đâu? Dạ, đang làm việc tại Hà Nội và thuê ở Hà Nội ạ. Rồi điểm mạnh, điểm yếu của anh Hòa là gì? Anh đã làm gia đình chưa? Cảm ơn chị. Hiện tại thì từ bé đến giờ chưa lập gia đình lần nào và cũng chưa có người yêu ạ.
và Hả? Bất chưa ngờ lập gia quá. chưa lập gia đình lần nào và chưa có người yêu ạ. Là từ xưa giờ anh chưa quen ai luôn á hả? Chưa có người yêu nào ạ. Lý do vì sao mà anh không có quen ai? 41 tuổi rồi mà. Cảm ơn bất chị. Ngờ. Có quen cách đây 15 nhưng mà người đấy chỉ được 4 tháng nên cũng không ăn thua. Cũng có quen là được. Tại mình phải mãi làm ăn rồi phải lo cho chuyên môn xong rồi cũng công việc nó chưa chưa có nhà, chưa dám cưới vợ. Bây giờ mới mua được nhà thì mới dám đi hỏi vợ. Nhưng mà vẫn còn nợ nhiều. Kể từ từ trả anh, mình anh làm lương tháng khoảng bao nhiêu một tháng thì ví dụ như là hả chích ra mà trả từ từ chứ mà chứ gọi là hả ai mà cuộc đời này ai cũng nợ đúng không? Cảm ơn chị. Không không nợ tiền thì cũng nợ tình. Tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội, học 7 năm ở trong Bách khoa Hà Nội nên nó hơi cao anh... tuổi ạ. Vậy là giờ và... anh có bằng gì rồi? Bằng kỹ sư hệ thống điện chính quy ạ. Ủa mà sao học 7 năm dữ vậy? Dạ vâng, vì học rồi chuyển hệ nên đi làm xong với về học tiếp ạ. Là anh học chuyển hệ nên nó lâu đúng không? Dạ vâng. Tại chức xong... qua chính quy ạ? Vợ không chính quy lên chính quy nhưng mà từ cao đẳng chuyển lên hệ đại học. Rồi, ok. Hiện tại thì gia đình có bốn có thành viên gia đình gồm có bố thì sinh năm 1934 thì mất được 10 năm rồi. Còn mẹ thì sinh năm 51, hai ông bà chênh nhau 17 tuổi thì là mẹ thì giáo viên nghỉ hưu ở Thái Bình một mình. Đấy, hiện tại thì ở một mình. Anh chị em anh là ở đâu? Anh trai cả thì sinh năm 71 thì kinh tế cũng khó khăn nên làm việc ở cũng lao động tự do thôi. Còn anh nhưng ở Lào Cai, Yên Bái, ở Thái Bình, ở chỗ nào có việc làm, có công ăn việc làm thì đi chỗ đó. Còn anh trai thứ hai là thượng tá quân đội. Ở nhà ở Vinh Nghĩa có gia đình hết chưa? Có đầy đủ hết rồi, mỗi người một gia đình, con cái lớn trưởng thành hết rồi. Chỉ có mình anh là đơn thân độc mã thôi. Mọi chuyện đều muộn, nhưng mà cái muộn này là do mình học và mình phải phấn đấu công việc ở ngoài Hà Nội. Nó nếu mình không phấn đấu cho công việc á, thì bây giờ chắc không thể sống nổi ở dưới thành phố Hà Nội đầy sức ép như thế này. Dạ. Rồi bây giờ chắc mong mong chị và chương trình hiểu cho như vậy, bởi vì là dạ, ở đây nó áp lực hơn tỉnh lẻ. Điểm mạnh là sống chung thủy, chưa có quan hệ với ai, bên này cũng cao to, không hút thuốc uống rượu, không la cà quán xá, chịu khó tập gym và chưa nắm tay chưa hôn ai luôn. Nắm tay có rồi. Có cái người mà được 4 tháng ấy là nắm tay rồi. Nhưng họ lấy chồng. Sao mà quen có 4 tháng là chia tay ạ? Lúc đấy mình đi mất việc làm, thế họ bỏ mình ạ. Sinh năm 89. Điểm yếu là bây giờ là quá lớn tuổi để lập gia đình. Và rồi, điểm mạnh thì... gì được không? Điểm mạnh là mới mua được cái công... Điểm mạnh mới... mong điểm mạnh là mới cũng mua được cái chung cư nhưng còn nợ khá nhiều ạ. Cái đó em biết rồi, còn về cái bản thân anh á, anh nhận thấy bản thân anh có những cái thế mạnh như điểm mạnh gì? Sống chung thủy với gia đình, yêu thương bố mẹ và không hút thuốc uống rượu ạ. Không ngủ không ngáy và biết tự chăm sóc bản thân, chịu khó tập thể hình. Rồi ok. Hát hò gì đâu không anh? Hát hò thì suốt ngày hát tiếng Trung Quốc ở trên Facebook đấy ạ. Đâu hát tặng những bạn câu ấy. Xin lý lan xuyên hay sư phân yêu, phân yêu hoa thua liều lù khao sầu. Anh biết tiếng Hoa à? Thông thường thì mình làm thẩm công, điểm mạnh nữa là công việc hiện tại ổn định ạ. Và thu nhập có thể không cao nhưng ổn định. Thì công việc hiện tại là thẩm tra và tư vấn thiết kế các nhà máy điện và
thuộc trung tâm nhiệt điện và năng lượng tái tạo của tập đoàn điện lực Việt Nam. Cơ quan nhà nước nghỉ thứ bảy chủ nhật và hành chính. Và vậy sao thứ bảy sao mà anh phải tham gia ở ngoài Hà Nội không có ai, sao thứ bảy chủ nhật anh được nghỉ mà không ai giới thiệu anh bạn gái hả? Bây giờ lúc mình ở cái tuổi đi tìm hiểu thì nó cũng khó, bởi vì bây giờ lớn tuổi thì không tìm hiểu được, và người ta ở ngoài này cũng thờ ơ lắm ạ. Họ không bạn bè cũng ít giao lưu vì nhà nghèo ạ. Ngày xưa thế mình cứ sống theo cái thói quen như vậy, thành thử rất ít giao lưu. Bây giờ anh nói về mẫu người của anh đi, anh muốn mẫu người như thế nào? Muốn tìm một người vợ tuổi từ khoảng 26 đến 32, cao 1m6 trở lên, cao to xinh. Nói lại giúp em, từ 26 tới 32 hả? Vâng. Ủa lớn hơn anh, ví dụ như ngang ngang anh được không? Dạ không ạ. Lý do? Đã thích một người tầm 26 đến 32 thôi ạ. Vì còn phải sinh đẻ nữa. Và cao to xinh gái. Và cao to xinh gái và không bị đeo kính ạ. Cao to xinh. Em cao 1m75 và nặng 64 cân. Và muốn một bạn gái cao to xinh gái không đeo kính ạ. Làm việc ở Hà Nội hoặc là muốn sinh sống và làm việc ở Hà Nội, không cần trình độ chuyên môn đạo đức lối sống, không quan không có hình xăm, sống trung thủy, biết khắc phục khó khăn. Rồi ở Hà Nội luôn ha anh? Không, có thể ở tỉnh nè cũng được, nhưng muốn lên Hà Nội sống và làm việc ạ. Tỉnh là ở từ khu vực nào tới khu vực nào thì phù hợp với anh? Ồ, không miền núi là được, ví dụ như là Hải Phòng, Hải Dương, Thái Bình, Thanh Hóa trở ra, chứ không Nghệ An xa rồi. Hà Nam mà Vĩnh Phúc trở ra. Nhưng mà không nên phiền Lai Châu, Sơn La xa lắm, Lạng Sơn không. Rồi bây giờ rất muốn một người bạn cao to xinh gái, sexy nóng bỏng, không đeo kính là ưu tiên số 1 ạ. Vì không muốn bạn bè nó nói xấu với nó, cứ bảo hòa sư phụ, nên là muốn có một người vợ xinh đẹp để đập vào mặt họ. Trời đất ơi. Rồi ok. Nếu mà cao to xinh gái thì có thể ở miền Nam hay cái gì cũng được, nhưng mà cái đấy phải ưu tiên hàng đầu. Không đeo kính. Rồi biết rồi, rồi còn gì nữa không nè? Dạ chắc là nghề nghiệp thì cũng không quan trọng, chỉ biết làm đủ ăn và thông cảm cho giai đoạn đang mua chung cư này, nên là nó khó khăn thì cũng phải khắc phục ạ. Bởi vì nếu một người mà cao to xinh gái lại suốt ngày đòi hỏi đi mua sắm xong rồi lại này khác. Ủa thì bây giờ anh được cái này thì phải mất cái kia chứ, sao mà anh đòi hỏi vậy được? Ví dụ như người ta xinh gái nhưng mà ta cũng có quyền đòi hỏi mà. Thì cũng có thể chiều được. Chiều được nhưng đúng mà, không? Mức lương ở đây thì cũng được khoảng có tháng 34 triệu, có tháng 15 triệu, có tháng 8 triệu. Nó trung bình năm ngoái là 20,8 triệu, chưa được 21 triệu. Thứ bảy chủ nhật nghỉ cân thì nói chung là ở tuổi này cũng muốn để xác lập gia đình tiến tới hôn nhân. Rồi ok anh, chị có thể giúp tìm cho một người cao to xinh gái ạ? Rồi em đã note lại rồi, thì ở đây chỉ là cái buổi phỏng vấn đầu tiên thôi, thì ở đây chị là có, nếu như mà có người phù hợp thì bên chương trình sẽ gọi lại cho anh ha, để anh bay từ Hà Nội vào Sài Gòn ghi hình nha. Dạ vâng. Rồi ok, cảm ơn anh. Dạ. Chị giúp cho một người cao to xinh gái ạ. Dạ, buổi phỏng vấn đến đây là kết thúc rồi ạ, nên là anh có thể thoát cuộc gọi giùm em là được rồi ạ. Cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Rồi, thoát rồi. Mà tao sợ quá vậy trời. Tao sợ á. Trời ơi.
Dạ chương trình xin chào anh ạ. Dạ em chào chương trình. Dạ anh có nghe rõ tín hiệu của chương trình không ạ? Dạ em. Biên tập của chương trình ở đây thì có chị Anh Trần cũng là biên tập nữa nè. Dạ. Bây giờ trước đầu tiên thì anh giới thiệu về bản thân anh giùm em ha. Em tên là Nhật Thanh, hiện tại là em quê ở. Em tên là Nhật Thanh. Nhật Thanh em... hả? Dạ đúng rồi. Cái gì Nhật Thanh anh? Bùi Nhật Thanh chị. Rồi. Là hiện tại là em quê là ở miền Tây, ở Bến Tre. Hiện tại đang làm ở Bình Dương. Em năm nay là sinh năm 91, 33 tuổi. Rồi. Ở Bến Tre ha. Dạ đúng rồi. Còn làm cái gì ở Bình Dương anh? Hiện tại em đang làm bảo vệ chị. Bảo vệ cho công ty hay bảo vệ cho gì? Là bảo vệ cho công ty chị. Lương thu nhập của mình hàng tháng bao nhiêu anh? Lương thu nhập của em là hàng tháng là 10 triệu. Rồi bảo vệ công ty ở trong đó quá trời công nhân rồi sao không tìm hiểu em là đi tham gia chương trình nè? Tại vì em mới vô cái em mới vô đi làm thôi. Rồi nói về xíu về bản thân mình đi, điểm mạnh điểm yếu của anh là gì? Thì nói tóm lại là em thì thích vui vẻ, hòa đồng, hòa nhã với mọi người và nói chuyện vui với mọi người thôi. Và điểm mạnh mạnh của em á, dụ như là nói tóm lại là làm những cái điều gì mình thích. Có sở trường gì không? Dạ. Có sở trường gì không? À nhìn kia sở trường của em nhìn kia hả, lại thiết kế thôi. Hả? Thiết kế. Thiết kế gì anh? Nói tóm lại là thiết kế ảnh và thiết kế video này kia đâu chị. Chỉnh sửa ảnh đồ này kia đúng không? Dạ đúng rồi. Cái đồ họa đồ hả? Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Rồi. Ca hát gì đồ không anh? Tại vì em cũng có thời gian đi hát chị. Đi hát gì? Đi hát ở tiệm hả? Ở dạ. Đâu? Dạ hát tiệc live show này kia đâu chị. Đâu hát một hai câu tặng chương trình với lại thể hiện tài năng của mình đi. Trời mấy bữa rồi em ho muốn chết luôn vậy. Ê ho hát một hai câu thôi, câu tủ mình. Tại vì giờ hiện tại ho muốn chết luôn, giờ em hát cái cũng không được. Ví dụ như giờ vừa hát lên tay qua kiểu vậy nó ho ngứa cổ, ho cái mất cầm mất hứng nữa. Trời đất ơi, có gì nhưng đâu mà... mất hứng. Nhưng mà em ngưng đi nhắc này là tầm khoảng là 4-5 năm rồi. Dạ. Rồi thôi, bữa khác thì nếu mình được một hai của chương trình thì hát ha. Dạ. Rồi tình trường của mình như thế nào rồi? Dạ có hiện mấy tại mối rồi? Dạ hiện tại tình trường của em là chị vừa mới chia tay nay cùng khoảng là 4 tháng rồi. Quen bao lâu chia tay? Quen được 1 năm. Lý do vì sao hai bạn chia tay? Tại vì không hợp á chị. Biết là không hợp rồi nhưng mà không hợp ở điểm nào? Để mình còn biết là mình còn tránh cái trường hợp mà làm ai cho bạn như vậy ha. Tại vì khi mà hai bên dụ như hả là mình nói dụ người đối phương người ta không hiểu, người ta cứ cãi tới rồi. Bất cứ dụ như hả là đối phương nhiều khi làm mà cái công việc đó dụ như mình thấy mình chỉ là góp ý thì xoay qua người ta có cái thái độ là cào nháo này kia đó. Rồi cảm thấy thời gian nó vậy thấy cái không hợp cho nên chia tay. Rồi chỉ có một mối tình đó thôi hả anh? Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ mẫu người như thế nào nè? Mình muốn thế, mẫu người như thế nào? Đối với em á, là dụ như mẫu người, dụ như không cần đẹp hay dụ như xấu đẹp thì cái đó không quan trọng, giàu nghèo nó không quan trọng, chỉ cần là thấu hiểu, em biết lo lắng, dụ như là quan tâm với đối phương. Chứ không phải là dụ như là đi qua hả rồi thích thì làm hay là muốn làm gì làm xong rồi mới nói là cái đó lại không thích. Rồi bây giờ cho xíu về ngoại hình đi, cao thấp mập ốm như thế nào? Đối với em cái đó không quan trọng chị. Quan trọng nhưng mà chương trình cũng cần biết để còn làm mai chứ, chương trình không biết rồi biết làm mai cho anh ai? Tại vì đối với em á, dụ như là cao hay mập là thì cái đó cũng là một cái dốc dáng bên ngoài thôi. Cao bao nhiêu? Em cao 1m85. Ví dụ người đó cao 1m50
là cũng vẫn ok đúng không? Dạ đúng rồi. Nằm không quan trọng, tôi làm mai 90kg được không? Cái đó mập quá. Thôi đó, thấy chưa? Thì bây giờ mình cũng phải có cái giới hạn của mình. Ví dụ như là thì mình tự mình nói vậy cho nó dễ. Ví dụ vừa vừa được rồi, chứ mà 90kg là cái đó là... Vừa vừa là bao nhiêu ký? Tầm khoảng dụ như là 50-60 thì đó bình thường. Thì đó 50-60 chứ cần chi mà nói như vậy. Rồi 1m50, 50-60kg rồi công việc quê quán của người ta như thế nào? Ví dụ như là công việc ổn định, ví dụ quê quán thì không cần nhất thiết. Đi đâu cũng được hết hả? Dạ đúng rồi, em dễ lắm. Còn mình còn yêu cầu gì nữa không Thanh ơi? Em thì chỉ đơn giản vậy thôi chị. Rồi ok, thì đây chỉ là buổi phỏng vấn đầu tiên thôi. Nếu như mà được lọt vào vòng 2 của chương trình thì sẽ có biên tập sẽ gọi lại nói chuyện nhiều hơn ha. Dạ 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 ok chị. Rồi chào Thanh. Dạ. Dạ. Ê, nó coi, vô đây mà ông còn bé bé nữa, sợ quá. Rồi, tình trường của anh sao rồi anh Vũ? Anh thì có một đời, đã từng có một đời vợ ly dị cách đây 8 năm rồi. Có con gì không anh? Cũng có con mà ở với mẹ. Gái hay trai nè? Gái. Con gái anh mấy tuổi? Gái anh nay 14 tuổi rồi. Ở với mẹ. Rồi anh với chị, rồi em hỏi xíu, anh ly hôn với chị là được bao lâu? 8 năm à? 7 năm, từ năm 2016. Rồi anh chị ở với nhau bao lâu? Ở với nhau 7 năm ạ. Ở với nhau 7 năm. Thì vì cái lý do gì mà hai anh chị đổ vỡ hôn nhân? Nói chung có do hai người cũng tới với nhau thì cũng chưa có tìm hiểu kỹ rồi cái thời gian đầu cuộc sống. Thời gian đầu không có tìm hiểu kỹ hả? Tìm hiểu bao lâu mà chưa tìm hiểu kỹ? Mình quen đã hơn năm mà cưới. Quen hơn năm mà chưa tìm hiểu kỹ nữa? Không, để nói hết là tại vì nói chung lúc đó còn trẻ, chưa có chín chắn để mà gắn kết để mình xây dựng gia đình á, cho nên nó có nhiều cái nó trục trặc từ hai bên dẫn đến một vỡ thôi. Nhưng mà đỉnh điểm thì như thế nào mình cụ thể giùm em đi, không phải là nói là để em soi mói hay gì đâu, nhưng mà nói để em còn biết để hả làm mai làm mối cho anh tránh cái trường hợp đó ha, không có đi theo cái vết xe đổ nữa. Rồi lý do đỉnh điểm là hai anh chị mà ly hôn mà không hợp ý nhau là như thế nào, có cãi đúng nhau rồi. Gì không? Có, nói chung là lúc đó thì vợ đòi về quê vợ sống thì mình cũng đưa về quê vợ sống làm ở nhà. Về quê vợ là ở đâu? Lâm Đồng rồi. À. Xong cái sống xa nhau rồi có nhiều lúc, rồi lúc đó thì cũng ham chơi rồi không có quan tâm đến vợ nhiều, gái về tiền bạc, về các thứ rồi nói chung là vợ ngoại tình rồi ly dị. Nói chung là một phần lỗi mình cũng không quan tâm đúng không? Đúng rồi. Rồi vợ có người khác luôn. Đúng rồi sao mình biết được? Đó là vô tình mình thấy tin nhắn thôi. Tại lúc đó cũng sống không gần nhau lắm cho nên là không có thường xuyên gần nhau. Tại tuần mình về một lần đó. Cho nên là có nhiều cái cũng không có để ý. Lúc đó không có để ý tới cái chuyện cuộc sống ngoài của vợ nhiều lắm, nhưng vô tình phát hiện là tin nhắn. Phát hiện ra rồi cái ly dị luôn. Mình là người quyết định ly dị hay là vợ? Cả hai quyết định. Rồi ok. Rồi xong rồi mẹ. Rồi anh có chu cấp cho con không? Trong đơn ly hôn thì không vợ không có yêu cầu chu cấp, nhưng mà nói chung con mình mà thì có thì cho thôi. Vẫn chú cấp chứ. Rồi thì bây giờ sau ly hôn 7 năm nay có quen thêm ai không anh? Nói chung cũng có thời gian mình đi làm với Sài Gòn nên cũng gọi là quen, nhưng mà nó cũng không đúng là quen lắm. Là sao? Là quen hay không quen?
cũng có, nói chung cũng có để ý một vài người đó, nhưng mà nó không có thành, nó không không có dẫn đến cái kết quả gì hết. Ừ. Nói chung mình để ý người ta nhưng mà người ta không chịu, đúng không? Đúng rồi. Ừ. Rồi thì là 7 năm nay mình không, coi như là mình độc thân, không quen ai hết. Đúng rồi. Ừ. Thì bây giờ mình tìm đến chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì mình phải xuống Sài Gòn để tham gia ghi hình, thì anh có xuống được không? Xuống được em. Rồi, xuống xuống được đúng không? Rồi. Bây giờ mẫu người của anh như thế nào nè? Tuổi tác, ngoại hình, công việc, quê quán. Thứ nhất là về tuổi tác thì mình khoảng từ 83 nghe anh được không? Từ 25 đến 35 tuổi. 25 tới 35 là từ là 9X đó hả? 35 tuổi. Ngang anh được không? Ngang được. Đổ xuống được không? Được, ngang đổ xuống được. Ừ, 83 đổ về đi. Rồi. Vậy đi. Ừ. Ví dụ như người ta cũng đổ vỡ hôn nhân là cũng vẫn được đúng không? Được. Rồi. Người ta nuôi con, người ta đang nuôi con thì anh ok không? Ok. Ừ. Rồi công việc, quê quán. Quê quán thì không có yêu cầu, nhưng mà công việc thì quan trọng là nếu như mà tiến xa được thì phải về sống với mình được. Về sống. Rồi, ví dụ như người ta muốn bắt rễ thì ok không? Anh muốn anh qua bên quê ta sống thì được không? Hay phải về quê anh? Chắc không được, cái này phải về quê mình, tại mình là công việc ở đây mình nuôi dạy rồi, không có đi được đâu hết. Rồi ví dụ người ta về là không có công việc gì hết á, mình có thể nuôi người ta được không? Cái đó thì được, về việc việc làm việc thì nhà mình nhiều việc mà. Ừ. Ví dụ như mà ta không làm nông phụ mình nhưng mà người ta đi làm công việc khác thì ở trên đó có việc không? Chắc là có. Ừ. Vậy ok ha. Được. Ừ. Rồi anh còn quan trọng gì nữa không nè? Anh còn yêu cầu gì không nè? Yêu cầu gì nhờ? Mình cũng không biết nó nói yêu cầu gì nữa, chứ nói gợi ý cho mình được rồi. Thì ở đây chỉ là cái buổi phỏng vấn đầu tiên thôi. Nếu như mà anh được vào vòng 2 của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì bên em biên tập sẽ gọi lại trao đổi với anh nhiều hơn nữa anh ha. À, lần mình bữa nay buổi phỏng vấn đầu tiên rồi, nếu như mà dạ đúng rồi, nếu như mà anh còn phần hai của chương trình thì là bên em cũng sẽ gọi lại để nói chuyện với anh, để tìm người cho anh ha. À, anh hiểu rồi. Dạ, hôm nay chỉ là buổi phỏng vấn đầu tiên thôi. Rồi, cảm ơn anh nhiều nha. Rồi, cảm ơn em. Dạ, buổi phỏng vấn đó. Dạ, buổi phỏng vấn đến đây là kết thúc rồi ạ. À. Anh có thể thoát cuộc gọi được rồi anh. Rồi, cảm ơn dạ, em. Chương trình cảm ơn anh ạ. À. Còn bao nhiêu người nữa chân? Để em xíu chị em đếm. Khoảng 10 người nữa hả chị? Thôi, rút cho nhanh nè. Chờ, chờ chị xíu nha. Có ai vô thì kêu chờ chị xíu. Chị đi xuống, chị cho thằng Ảnh nó xuống ngoài ăn cơm đó. Dạ. Dạ, chương trình xin chào anh ạ. À. Dạ rồi, anh nghe rõ tín hiệu của chương trình không ạ? À? Nghe rõ. Dạ. Dạ biên tập đang vào, anh đợi em xíu nha. Biên tập của chương trình đang vào cuộc gọi, anh đợi em xíu nha.
Rồi, alo. Đúng. Rồi, alo, em chào anh ha. Em là biên tập của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Thì hôm nay buổi phỏng vấn đầu tiên của chương trình thôi, thì mời anh giới thiệu về bản thân anh để cho chương trình biết ha. Rồi, anh Nguyễn Minh Quân. Nghe không ạ? Dạ, nghe anh ơi, mình cứ nói đi anh ha. Tên Nguyễn Minh Quân, sinh năm 1990. Nghề nghiệp là làm cửa nhôm kính. Ừ, làm cho mình hay làm cho ai anh? Làm cho công ty ạ. Ừ. Rồi mình hiện tại mình sinh sống ở đâu? Sinh sống ở Bình Chánh, xã Bình Lợi, Bình Chánh. Ừ. Bình Chánh, rồi quê quán mình cũng ở Bình Chánh luôn hay sao? Đúng rồi, nhà có nhà ở Bình Chánh. Ừ.